Vâng, vâng, kính thưa quý vị, tiếp đến chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giọng hát nữ với một ca khúc trữ tình Con đường xưa em đi. Và bài hát này được thể hiện qua giọng hát của chị Dung. Quý vị, một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho chị Dung được không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Rất ngọt ngào và sâu lắng trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp đến chương trình xin mời giọng hát của
anh Tuấn với ca khúc Chiều Sân Ga. Xin mời anh Tuấn tiến lên sân khấu này ạ.